560 mảnh ghép màu hồng nhạt, 114 mảnh ghép màu hồng đậm, 194 mảnh ghép màu vàng và 202 mảnh ghép màu đen, còn thêm một bó hoa hồng cần đăng ký nữa các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm một cô dâu rất là xinh đẹp này nhé. Đầu tiên ta sẽ làm chiếc váy. Chiếc váy gồm có 15 hàng. Hàng thứ nhất tới hàng thứ tư sẽ có 40 mảnh ghép. Hàng thứ nhất ghép ngược, hàng thứ hai, ba, bốn ghép xuôi. Chúng ta bắt đầu. Tôi đã hoàn thành lớp thứ nhất 40 mảnh ghép ngược, lớp thứ hai 40 mảnh ghép xuôi. Lớp thứ ba sẽ ghép thêm 8 mảnh màu hồng đậm. Tôi đã xong lớp thứ 3. Lớp thứ 4 sẽ ghép 16 mảnh hồng đậm. Bên nam sẽ ghép 8 mảnh màu hồng đậm. Lớp thứ 6 đến lớp thứ 9, mỗi lớp sẽ gồm 30 mảnh ghép. Sau đó chúng ta sẽ giảm bớt 10 mảnh ghép. Lớp thứ 6 chúng ta có 30 mảnh ghép.
chúng ta tiếp tục ghép lớp 7, 8, 9 rồi lớp 30 mảnh ghép. Lớp thứ 8 sẽ có 6 mảnh màu hồng đậm. Lớp thứ 9 sẽ có 12 mảnh màu hồng đậm. Lớp thứ 10 đến lớp thứ 14 sẽ gồm 23 mảnh ghép mỗi hàng. Lớp thứ 10 chúng ta sẽ giảm mảnh ghép. Lớp thứ 10 gồm có 23 mảnh ghép. Tiếp tục lớp 11 đến 14, mỗi lớp 23 mảnh ghép. Lớp 12 sẽ có 4 mảnh màu hồng. Lớp thứ 15 chúng ta sẽ có 17 mảnh ghép. Lớp 15 có 17 mảnh ghép. Chúng ta đã xong phần váy của cô dâu gồm có 15 lớp. Chúng ta sẽ làm phần thân. Phần thân gồm có 13 hàng, mỗi hàng gồm có 15 mảnh ghép. Hàng thứ nhất ghép ngược. Chúng ta xem hàng thứ nhất và hàng thứ hai. Chúng ta tiếp tục gắn cho đến hàng thứ 9 còn màu hồng.
trong hàng thứ 9. Hàng thứ 10. Chúng ta ghép một mảnh màu vàng nhạt. Hàng 11 ghép hai mảnh vàng nhạt. Hàng thứ 12, 13 chúng ta ghép mỗi hàng 15 mảnh màu vàng. Chúng ta đã xong phần thân. Cái đấy chúng ta sẽ làm phần đầu. Phần đầu còn có 7 hàng, mỗi hàng còn có 19 mảnh ghép xuôi. Chúng ta đã xong lớp thứ nhất và lớp thứ hai. Chúng ta tiếp tục gắn đến lớp thứ bảy. Chúng ta đã xong 7 lớp phần đầu. Thế nên chúng ta sẽ làm phần tóc. Phần tóc còn có 8 lớp. Mỗi lớp, lớp thứ nhất đến lớp thứ tư, 23 mảnh màu đen ghép xuôi. Đủ 23 mảnh ghép, chúng ta ghép lại thành một vòng tròn. Lớp thứ nhất và lớp thứ hai mỗi lớp 23 mảnh ghép. Chúng ta ghép tiếp đến lớp thứ tư. Chúng ta xong 4 lớp. Chúng ta để thuộc vào các bạn. Lớp thứ 5 sẽ có 22 mảnh ghép. Sẽ có một mảnh ghép không được ghép. Lớp thứ 6 có 19 mảnh ghép. Có 4 mảnh ghép không được ghép, 4 vị trí này. Lớp thứ 6 sẽ có 11 mảnh ghép.
Lớp thứ 7 sẽ có 11 mảnh ghép. Lớp thứ 8 sẽ có 10 mảnh ghép. Chúng ta xong phần đầu. Chúng ta sẽ làm phần dây buộc tóc. Dây buộc tóc chúng ta sẽ ghép 2 mảnh ghép màu hồng. Thêm một mảnh ghép màu hồng. Thêm hai mảnh ghép màu hồng. Chúng ta sẽ làm 10 vòng như vậy, 10 lớp như vậy. Thế thế chúng ta sẽ làm phần búi tóc. Phần búi tóc gồm 5 lớp. Lớp thứ nhất gồm có 12 mảnh màu đen ghép ngược. Lớp thứ hai 12 mảnh màu đen ghép xuôi. Lớp thứ nhất và lớp thứ hai. Lớp thứ 3, 4, 5 và lớp còn có 8 mảnh ghép. Chúng ta sẽ có 2 phần cánh tay, mỗi phần gồm có 14 mảnh ghép màu hồng, màu vàng nhạt. Sau khi đã có đầy đủ các bộ phận, chúng ta sẽ bắt đầu gắn các phần lại với nhau. Đầu tiên, chúng ta sẽ gắn phần đầu. Chúng ta cần có keo sữa. Chúng ta bôi keo lên phần này để gắn phần đầu với phần tóc. Bạn chờ cho keo nó khô. Và chúng ta đã được một cô dâu rất là xinh.